Xin chào, hôm nay mình muốn giới thiệu đến các bạn dòng kem chống nắng thiết yếu của Oriflame từ Thụy Điển. Đây là một dòng sản phẩm chăm sóc da có tên là Optimal thuộc của công ty Oriflame Thụy Điển. Kem chống nắng được xem là một trong những sản phẩm thiết yếu trong chăm sóc da, sẽ giúp cho chúng ta ngăn ngừa được lão hóa sớm. Thành phần chủ đạo của sản phẩm này sẽ bao gồm có công nghệ Blue Protect, nó sẽ giúp chống lại các tác nhân gây hại từ môi trường, dâu rừng chiết xuất từ quả và lá của cây dâu lignin, giúp trung hòa các gốc tự do, bảo vệ da khỏi sự lão hóa sớm. Ngoài ra còn có thêm phức hợp amino từ tảo, giúp cho da thêm mềm mượt và đàn hồi. Và cuối cùng đó chính là sản phẩm này có thể được vỏ của sản phẩm có thể dễ dàng tái chế. Như các bạn thấy, dung tích 30 ml được thiết kế nhỏ gọn và xinh xắn, giúp chúng ta có thể bỏ dễ dàng vào túi và có thể thoa lại sau mỗi 2 tiếng để bảo vệ làn da tối ưu hơn. Chỉ số chống nắng SPF 50 bảo vệ làn da tối ưu khỏi tia UVA và tia UVB. Kết cấu sản phẩm hoàn toàn mỏng nhẹ, có thể dễ dàng thẩm thấu vào làn da, dành cho tất cả mọi làn da. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp cho các bạn có thêm sự lựa chọn về kem chống nắng để bảo vệ da hàng ngày, ngăn ngừa khỏi sự lão hóa sớm. Đừng quên mua hàng tại website mỹ phẩm 102.com và săn các ưu đãi mỗi tháng dành riêng cho kem chống nắng này.